Bộ Công Thương vừa quyết định thành lập Ban chỉ đạo và tổ giúp việc Ban chỉ đạo thoái vốn nhà nước tại Tổng công ty bia rượu nước giải khát Sài Gòn Sapeco và Tổng công ty bia rượu nước giải khát Hà Nội Habeco. Ban chỉ đạo và tổ công tác do Thứ trưởng Cao Quốc Hưng đứng đầu và 10 thành viên là lãnh đạo các phòng ban chuyên trách tại Bộ Công Thương, lãnh đạo Sapeco, Habeco. Ban chỉ đạo sẽ tham gia vào quá trình xây dựng đề án, lựa chọn tư vấn bán cổ phần tại hai doanh nghiệp lớn của ngành bia. Trước đó, Bộ Công Thương đã đồng ý cho Sapeco niêm yết cổ phiếu trên sàn giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh HOSE, trong khi Habeco nộp hồ sơ niêm yết trên sàn Upcom. Theo kế hoạch, thoái vốn tại Sapeco sẽ tiến hành theo lộ trình chia làm hai đợt. Đợt 1 thoái 24.000 tỷ đồng trong năm 2016 và đợt 2 thoái 16.000 tỷ đồng trong năm 2017. Còn Habeco sẽ thoái toàn bộ vốn thuộc sở hữu nhà nước tương đương 9.000 tỷ đồng trong năm nay. Tuy nhiên, tại cuộc họp báo chính phủ thường kỳ tháng 9 mới đây, Bộ Công Thương cho biết kế hoạch thoái vốn tại hai doanh nghiệp này có thể sẽ bị dời sang năm sau. Nhưng đại diện văn phòng chính phủ khẳng định Bộ Công Thương sẽ phải chịu trách nhiệm nếu để hai doanh nghiệp trên chậm lên sàn.